Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là thời lượng dành cho chương trình Dân tộc và miền núi của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Chúng ta cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, nhằm mục đích khôi phục, gìn giữ và bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào Cơ Tu, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân huyện vùng biên Tây Giang đã có nhiều cách làm hay, mới, phù hợp với điều kiện kinh tế và văn hóa của bà con Cơ Tu. Trong đó, việc xây dựng gươl theo nguyên mẫu truyền thống, rồi thành lập các câu lạc bộ trống chiêng, múa tần tùng dạ dạ ở từng thôn, mở các lớp truyền dạy cho thế hệ trẻ, là những giải pháp căn cơ, bền vững để văn hóa của đồng bào Cơ Tu mãi lưu truyền qua nhiều thế hệ. Mới đây nhất, việc huyện vùng biên này có sáng kiến tổ chức liên hoan các câu lạc bộ trống chiêng và điệu múa tần tùng dạ dạ được xem là điểm nhấn quan trọng trong hành trình giữ gìn di sản của đồng bào Cơ Tu vùng cao. Trong chương trình Dân tộc miền núi hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với không khí lễ hội vui nhộn cùng nhịp trống chiêng vang vọng giữa núi rừng Tây Giang. Hôm nay, dân làng Pr Ninh, xã Lang, huyện Tây Giang tập trung đông đủ để mừng gươl mới. Ai cũng hào hứng phấn khởi bởi gươl là trái tim chung của làng, giờ đã hoàn thành đúng văn hóa truyền thống của đồng bào Cơ Tu. Thanh niên thì lo các nghi thức dựng cột nêu, chăm chút hoa văn trên thân cây nêu, rồi các lễ vật đi kèm để dâng lên thần linh, mời giàng về chứng kiến lòng thành của dân làng. Còn chị em phụ nữ thì nhanh tay gói bánh sừng trâu, làm cơm lam và chuẩn bị các món giá rạ, ốc đá để đãi cho cả làng và du khách gần xa. Các già làng được tín nhiệm bầu làm chủ cúng thành kính trước bàn thờ đặt ở góc gươl. Lễ vật dâng lên cúng là gà, heo, cơm nếp, bánh sừng trâu, rượu trơ đin, cầu mong thần linh phù hộ cho dân làng mùa màng bội thu, cơm no áo ấm, ai cũng có cuộc sống đủ đầy. Muốn sống này, muốn giàu, muốn có được là ý nghĩa như thế. Cái thứ hai á, cúng cái này là bây giờ muốn giết heo á thì phải cúng gạo trước. Thông qua tâm linh thì tâm linh để vui lòng nó phù hộ mình. Rồi thông qua tổ tiên, đó là sau đó là mình giết heo. Để là gì? Một, sang năm mình làm ăn là phải được về sản lượng năng suất cao, gạo lúa. Đó là chú ý. Thứ hai là để cái vấn đề đau ốm này là hạn chế. Đó, chứ không đau ốm. Cái thứ ba là hoặc mình đi rừng, để tổ tiên ở trong rừng để cũng vui lòng, nó thấy mình làm đúng như thế. Mình mời họ, khi cúng ở chiều 4 giờ cúng trâu, cúng đầu heo này là phải mời tổ tiên xuống để phù hộ giữ thôn, giữ bà con, giữ người không có đau ốm, không có vui chào gì hết. Đó, cho nên mục đích là để làm ăn phát đạt. Đó là kỹ như thế, sống lâu, khỏe. Sau những nghi thức cúng dường thần linh, dân làng vào ngày hội lớn, mừng gươl mới. Tiếng trống tiếng chiêng vang lên khắp núi rừng, hòa chung điệu múa tân tung dạ dạ của bao chàng trai cô gái Cơ Tu. Và cứ thế cuộc vui của bà con kéo dài trong niềm hân hoan phấn khởi để ngày mai họ lại bắt đầu lên nương lên rẫy để tăng gia sản xuất. Từng bước chiến thắng cái nghèo, vươn lên xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc. Vui vẻ chứ, không ai sai, không ai này kia, họ quân triệt hết tất cả. Họ hát lý này, họ hát múa là họ nói là đông gia dạ này, các đủ thứ ý. Cái gì mình hiểu biết thì mình phải là nói cho con cháu của mình giữ gìn truyền thống của người Cơ Tu chứ không bắt được ý. Ở huyện vùng cao Tây Giang, không chỉ làng Pr Ninh, xã Lăng mà 63 thôn đều đã xây dựng gươl và có thêm 13 gươl được xây dựng ở trường học, trụ sở Ủy ban Nhân dân các xã. Đặc biệt, toàn huyện có đến 75 đội múa tân tung dạ dạ, trong đó có 63 đội ở thôn, 10 đội múa ở xã và 2 đội múa ở huyện. Điều này cho thấy rằng, từ nguồn lực của nhà nước, huyện vùng biên này đã tập trung rất lớn cho công tác khôi phục, gìn giữ các nét đẹp văn hóa của đồng bào Cơ Tu. Với những bản làng từ vùng thấp, vùng Trung Du đến vùng cao khu 7, sát với biên giới Việt-Lào. Khi vào mùa lễ hội mừng gươl mới, mừng lúa mới, cúng đất lập làng, khai năm tạ ơn rừng, ở đâu chúng ta cũng dễ dàng nghe được tiếng trống, tiếng chiêng, xem điệu múa tân tung dạ dạ đầy mê hoặc. Và hôm nay, ngay tại quảng trường trung tâm huyện, tiếng trống, tiếng chiêng, điệu múa tân tung dạ dạ lại vang lên, mang đến cho người nghe, người xem những cảm nhận, trải nghiệm thú vị.
Hôm nay huyện Tây Giang tổ chức liên hoan các câu lạc bộ trình diễn trống chiêng và múa tân tung gia giá năm 2024 này với ý nghĩa nhằm chào mừng kỷ niệm 21 năm tái lập huyện, mùng 6 tháng 8 năm 2003, mùng 6 tháng 8 năm 2024, đồng thời để tạo điều kiện cho các câu lạc bộ ở các xã, các đơn vị, trường học để có dịp giao lưu học hỏi nhằm tiếp tục bảo tồn, gìn giữ và phát huy cái bản sắc văn hóa đặc trưng của đồng bào Cơ Tu, đó là nhịp điệu trống chiêng và múa tân tung gia giá, để vừa là bảo tồn, gìn giữ, phát huy, đồng thời là nhằm để phục vụ phát triển du lịch trên địa bàn huyện. Với ý nghĩa trang trọng đó, ngay sau khi có chủ trương của huyện, các xã ở huyện Tây Giang đã bắt tay vào tập luyện. Ai cũng muốn mang đến những âm thanh sắc màu vui nhộn, hào hùng của tiếng trống tiếng chiêng, hình ảnh dịu dàng uyển chuyển của bao cô gái Cơ Tu, rồi nét đẹp mạnh mẽ, khỏe khoắn của bao chàng trai Cơ Tu. Chủ đề mà các đơn vị lựa chọn đều xoay quanh việc tái hiện nghi lễ mừng gươm mới, mừng lúa mới, cúng đất lật làng, khai năm tạ ơn rừng, đám cưới Cơ Tu. Với đồng bào Cơ Tu, nếu làng là nơi tập trung sinh sống đoàn kết từ lâu đời, thì gươm chính là trái tim của làng, là nơi sinh hoạt văn hóa, hội họp, rồi tổ chức các nghi lễ, lễ hội. Do đó, tiếng trống tiếng chiêng hay điệu múa mừng gươm mới cũng mang một sắc thái riêng. Các chàng trai cô gái khi tham gia vào đội múa mừng gươm mới, ai cũng tự hào phấn khởi và biểu diễn trong một tâm thế vui nhộn. Đây chính là nét độc đáo của điệu múa mừng gươm mới, khác với mừng lúa mới hay cúng đất lập làng. Khánh thành gươm mới này, rồi cũng là ngày đám cưới đó, trong cái nhà gươm, người ông già đó là ở trong ngôi nhà trong gươm này, thì nó cũng này này, tức là cũng là xin ông trời, trời đất với phù hộ lại cho bà con đó, để sống mãi sau ở trong làng đó. Ý nghĩa là người ông già là phải cúng nhà gươm, không thể bỏ được cái gươm đó. Truyền thống người Cơ Tu là ở nhà gươm là rất là vui, để tập trung đó là có gái có trai để ngồi chơi tâm sự. Còn riêng mừng cái nhà gươm, mình phải mời hết tất cả bà con trai gái để đánh trống đánh chiêng múa tân tung gia giá để mừng nhà gươm. Đó là truyền thống của người Cơ Tu trước đây. Tân tung gia giá là điệu múa truyền thống đặc trưng của người Cơ Tu, mang tính tập thể rất cao. Đây là một điệu múa đẹp, vui nhộn, thu hút nhiều người tham gia. Múa tân tung gia giá cho thấy sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa nam và nữ, tượng trưng cho âm dương trong vũ trụ. Tất cả cùng múa và nhịp bước vòng tròn, ngược chiều kim đồng hồ, sôi động, rộn ràng trên nền tiếng trống cổng chiêng vang vọng nơi đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ. Với bà con Cơ Tu ở huyện vùng biên Tây Giang, tiếng trống, tiếng chiêng, điệu múa tân tung gia dạ đã gắn liền với họ trong suốt chiều dài lịch sử của quá trình thành lập huyện và trước đó. Điều khá đặc biệt là ở vùng đất Tây Giang, bất kỳ một người thanh niên hay phụ nữ khi được hỏi cũng đều đã từng múa tân tung gia dạ, từng biết đánh trống, chiêng. Bởi với họ, múa tân tung gia dạ như một cách để kết nối giữa thế giới thực tại với vũ trụ, tổ tiên, ông bà. Tân tung là điệu múa dành cho người con trai, còn gia dạ dành cho người con gái múa. Nam thì đánh trống, đánh chiêng, đánh thanh la. Trống chiêng càng nhiều, kêu càng to, càng tốt. Nữ thì múa gia dạ. Nam giới thì có người cầm tù và, bình rượu, giáo mát, nhảy múa nhịp nhàng theo tiếng trống tiếng chiêng. Còn các cô gái thì có người đeo gùi, động tác múa thể hiện là họ mừng công việc đã làm được, cầu xin trời đất phù hộ cho dân làng những điều tốt đẹp. Có thể giả san được biểu diễn với tiết mục tôn tôn gia giá, đặc biệt về mừng gươm mới. Đất nước của tôi hôm nay là để giữ bảo tồn các giá trị văn hóa, đặc biệt phong tục tập quán của người Cơ Tu. Tham gia hội thi hôm nay là mình cũng mong muốn giao lưu học hỏi từ các xã khác để mình truyền nối từ đời này sang đời khác, không thể quên tập nối của ông cha ta để lại. Và cái văn hóa của người ta thì tất cả những cái lễ hội thì tôi tham gia cũng nhiều và rất là ấn tượng với tất cả các cái lễ hội của người ta. Ấn tượng từ những cái bộ trang phục hoặc là những cái nhạc của họ đấy, những cái ta nhảy tung tung giả giả mà
có nghĩa là nó rất là cuốn hút người khách, mà tôi đã tham gia nhiều lần và chúng tôi cũng hòa mình với họ đấy, giống như là cuốn hút mình để cùng được tham gia với từng cái điệu múa của người ta. Cho nên là mỗi dịp mà có thể thì chúng tôi có lễ hội thì chúng tôi lại lên đây để được tham gia cùng với dân làng ở đây. Trong không gian vui nhộn của không khí lễ hội, hơn 300 diễn viên nghệ nhân không chuyên của đồng bào Cơ Tu ở Tây Giang đã tham gia trình diễn các tiết mục chống chiêng kết hợp múa tân tung gia dạ thông qua các nghi thức lễ hội khai năm tạ ơn rừng, mừng gươm mới, lúa mới trong cộng đồng Cơ Tu. Liên hoan lần này nhằm tạo không gian sinh hoạt trình diễn nghệ thuật chống chiêng và múa tân tung gia dạ truyền thống, góp phần nâng cao ý thức bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa lâu đời của cộng đồng Cơ Tu. Đây cũng là cơ hội để giáo dục cho các thế hệ trẻ hiểu biết về những bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc mình, góp phần tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng và du lịch xanh của địa phương. Đồng thời, liên hoan lần này của huyện Tây Giang kết hợp cùng với các hoạt động trước đó của huyện Nam Giang, Đông Giang cũng đã khẳng định những giá trị di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia của đồng bào Cơ Tu sau 10 năm được công nhận. Di sản thật sự trở thành tài sản tinh thần, tài sản vật chất trong cộng đồng của đồng bào Cơ Tu. Tuyên dạy người con cháu sau này là phải không cho mai một là cái truyền thống để tân tung gia giá. Đó là truyền thống từ trước đến bây giờ, là không cho mai một là cái truyền thống đó. Mình phải dạy truyền lại cho bà con của huyện Tây Giang mình á, là không thể mất được về cái ý nghĩa là cúng dường đó. Đó, mà từ xã đến từ thôn đến xã, từ xã đến huyện là không thể mất được cái truyền thống là mừng nhà gươm. Qua 10 năm đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận là điệu múa tân tung gia giá là văn hóa di sản văn hóa phi vật thể, thì chúng tôi đã tổ chức nhiều hoạt động và hôm nay là tiếp tục khẳng định và tổ chức để nâng tầm cái ý nghĩa, cái giá trị điệu múa tân tung gia giá của đồng bào Cơ Tu, của các huyện Đông Giang, Tây Giang và Nam Giang thì phát triển hơn nữa trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam và mở rộng tầm quốc tế để thu hút du lịch cũng như là bảo tồn, gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống quý báu của mình. Trở lại ngôi làng Prenning của xã Lăng trong những ngày này, đi đâu chúng ta cũng dễ dàng bắt gặp hình ảnh các già làng trưởng bản đang truyền dạy chống chiêng, điệu múa tân tung gia dạ cho bao em trẻ trong làng. Đó là tín hiệu vui, đáng mừng cho những giá trị di sản đang được truyền dạy nối tiếp qua bao thế hệ đồng bào Cơ Tu vùng cao. Và cùng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, thì chính tinh thần tự hào, lòng yêu văn hóa truyền thống của đồng bào Cơ Tu đã đang giúp cho di sản văn hóa sống mãi và có sức lan tỏa nơi đại ngàn Trường Sơn. Để ở đó, tiếng trống, tiếng chiêng lại ngân lên, vươn xa để vũ điệu tân tung gia dạ mãi là vũ điệu dâng trời, đẹp, dịu dàng, uyển chuyển và hiên ngang giữa trời xanh bao la. Chương trình Dân tộc và Miền núi của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.